Hello tất cả anh chị. Hôm nay là cuối tháng rồi, thì bên Quân còn khá là nhiều xe. Hôm nay Quân sẽ làm một cái video tổng hợp tất cả các xe hiện tại đang bán tại bên Quân. Thì bây giờ Quân sẽ báo giá và review sơ từng chiếc xe một cho quý anh chị. Thì đầu tiên thì Quân sẽ quay chiếc Toyota Fortuner 2019 biển Bình Phước và có màu nâu nha quý anh chị. Thì bây giờ Quân sẽ cùng quay từng chiếc một cho quý anh chị. Rồi xin mời quý anh chị theo chân Quân đi dạo một vòng. Đây là chiếc Toyota Fortuner 2.4 máy dầu số sàn nha quý anh chị. Chiếc xe này có biển số tỉnh màu nâu. Đây chạy cũng mới có 75.000 thôi, thì đang có giá là 835 triệu cho em này. Đó, thì nếu anh chị nào mà chạy gia đình kết hợp với kinh doanh thì có thể là liên hệ Quân để Quân quay những chiếc xe này. Quân có quay video clip riêng hết từng chiếc rồi nha. Đó, Quân báo giá nhanh cho quý anh chị thôi. Toyota Fortuner 2019 sản xuất 2019 nha quý anh chị. Có màu nâu và số sàn. Xe này chất xe thì còn rất là mới, rất là đẹp. Đó, thì xe được chủ trang bị là chủ trang bị ghế da, ghế bọc da rồi. Có bọc trần luôn. Có bọc trần cho anh chị nha. Rất là sạch sẽ luôn. Có hộp số tự động, hộp số sàn 5 cấp. Vô lăng này anh chị, vô lăng chất chất xe 2019 75.000 cây. Đó. Thì nếu anh chị quan tâm xe này thì bất cứ giá nào Quân đều bán hết luôn. Đang có giá là 835 triệu cho chiếc xe. Chất xe còn rất là đẹp nha quý anh chị. Đó. Bánh gai gió rãnh còn rất là sâu. Xe này về là chỉ có chạy thôi. Rồi, kế bên đây là chiếc cũng là Toyota Fortuner số sàn luôn. Được sản xuất 2019, có màu trắng biển Đồng Nai nha quý anh chị. Chiếc xe này Quân đang bán với giá là nhỉnh hơn chiếc màu nâu kế bên một chút xíu, là 840 triệu đồng. Đó, xe màu trắng. Nội thất của em xe này là cũng được bọc ghế da luôn anh chị. Được bọc ghế da, được lót trần. Trần 5D nha quý anh chị. Trần 5D này anh chị. Rất là sạch sẽ luôn. Cũng là hộp số sàn, chất vô lăng xe 87.000 cây. Đó, màu trắng thì rất là phù hợp với nhiều anh chị. Phù hợp với nhiều anh chị mà chạy gia đình cũng như kinh doanh kết hợp dịch vụ. Thì xe này đang bán là 840 triệu đồng còn thương lượng. Còn thương lượng khá là nhiều cho quý anh chị. Rồi, kế bên đây là chiếc Ford Everest sản xuất 2021. Đi mới có 46.000 cây thôi. Có màu ghi. Hiện tại em xe này Quân đang bán với giá là 990 triệu còn thương lượng. Còn thương lượng mạnh cho anh chị nào quan tâm xe thì hãy gọi điện trực tiếp cho Quân. Rồi, tiếp theo Quân sẽ đi đi từ bên này qua. Đây là chiếc Toyota Vios. Xe sản xuất 2022, phiên bản eCVT nha anh chị. Xe có biển số tỉnh Bình Dương, màu vàng cát nha quý anh chị. Xe mới chạy có 12.000 cây à. Xe còn mới cực kỳ luôn. Xe mâm vỏ này anh chị coi này. Mâm vỏ này còn rất là đẹp ha. Chất 12.000 cây thì rất là đẹp. Gương tích hợp xi nhan báo rẽ. Đăng ký đăng kiểm còn tới tháng 11, tháng 12, 2023. Là phí đường bộ. Còn phí đăng kiểm là còn tới tháng 6, 2025. Xe này mới luôn. Nó được chủ trang bị cũng khá là nhiều đồ chơi. Bây giờ Quân sẽ coi nội thất cho anh chị xem. Xe bọc ghế da nha anh chị. Được bọc ghế da. Theo xe luôn. Hộp số tự động. Được anh chủ anh lên thêm cái bọc da. Đó, màn hình zin theo xe. Xe này mới chạy 12.000 cây thôi anh chị. 12.000 cây. Đang có giá là 510 triệu. 510 triệu cho em xe này. Xe này chạy khá tiết kiệm nhiên liệu nha anh chị. 5 lít 7 được kết hợp. Và ngoài đô thị là 4 lít 6 thôi. Xe cực kỳ chất lượng luôn. Để mua được một chiếc xe mà chạy ít như vậy thì cũng khá là khó tìm nha quý anh chị. Rất là khó kiếm những cái chiếc xe mà chạy ít như vậy. Rồi kế bên đây là chiếc Toyota Innova được sản xuất 2020 nha quý anh chị. Xe biển số tỉnh có màu đồng. Thì chiếc xe này Quân đang bán với giá là 640 triệu đồng, 640 triệu cho anh chị nào lựa chọn một chiếc xe Innova số sàn. Xe này để Quân xem thử xem xe được trang bị những gì nha.
được bọc ghế da màu da bò, được lát sàn sạch sẽ, được lên thêm cái bọc trần đó, rất là sạch sẽ luôn. Xe số sàn nha anh chị, xe 45.000 km thôi đó, thì chạy rất là, chúng ta có thể kết hợp gia đình hoặc là dịch vụ đó, thì xe biển tỉnh anh chị có thể tha hồ lựa chọn. Xe được bọc làm thêm về che mưa, ốp chén cửa đó, thì xe này Quân đang bán với giá là 640 triệu. Rồi kế bên đây là chiếc Toyota, Toyota cũng là 2.4 số sàn nha quý anh chị. Xe này chạy cực kỳ lướt luôn. Xe này có sản xuất là năm sản xuất là 2022 đó, vừa 2021 nha quý anh chị. Xe vừa lăn bánh 2.300 cây số thôi, xe vừa đi được, nói chung anh chủ anh lấy về chỉ trùm mền thôi, không có đi nhiều đó. Thì chiếc xe này Quân đang bán với giá là 950 triệu đồng đó. Xe được trang bị khá là nhiều option, đầu tiên là cái cam 360 độ này anh chị đó, được anh chủ anh lên thêm bộ đèn bi led, full led bi led luôn, và đèn sương mù cũng led luôn. Form này form mới hoàn toàn luôn nha quý anh chị. Được sản được trang bị là cam 360 độ, rồi về che mưa, cam đèn bi led đó, đây tích hợp đèn cam 360, được lên về che mưa, dán phim cách nhiệt cộng với chén cửa đó. Thì nội thất em này là rất là đặc biệt nha anh chị, được lên thêm cái bộ đặc biệt là lên thêm cái ghế chỉnh điện. Đặc biệt ở phiên bản số sàn này thì không có ghế chỉnh điện, mà ghế nỉ thì anh chủ anh lên luôn ghế da và lên ghế chỉnh điện ở các phiên bản cao cấp khác đó. Thì lên thêm cái màn hình cực kỳ chất lượng nữa anh chị đó, lên thêm cái màn hình này. Xe mới đi có 2.300 cây thôi đó, đi cực kỳ ít luôn đó. Nếu anh chị lấy chiếc xe này thì mình tiết kiệm được mấy trăm triệu đó, được lên thêm cái lót sàn sim ly rất là sạch sẽ đó. Xe màu trắng anh chị ha, xe cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ chất lượng luôn. Thì xe này Quân đang bán với giá là 950 triệu, còn thương lượng mạnh cho anh chị nào quan tâm. Rồi kế bên đây là chiếc Toyota Innova có màu trắng nha anh chị. Xe này sản xuất 2022, mới đi có 18.000 cây thôi. 18.000 cây cho em xe Toyota Innova cực kỳ mới, đi rất là lướt, 18.000 cây. 2022 thì như xe mới thôi. Nên anh chị mua xe này thì tiết kiệm hơn được hơn 100 triệu luôn. Đó, được thêm lên thêm cái ghế da này anh chị. Được lên ghế da nha. Đồng hồ mới chạy có 18.000 cây số thôi. 18.000 cây, được anh chủ anh lên thêm cái thảm 5D, lót trần bọc trần 5D. Lên thêm cái sàn simili, rất là sạch sẽ này anh chị. Lên thêm cái màn hình, cái camera hành trình này anh chị, lên thêm camera hành trình ha. Đó, chất da của chất vô lăng này, vô lăng 5, số sàn 5 cấp. Xe này Quân đang bán là 720 triệu đồng. Xe này quá là, nếu anh chị mua chiếc xe này thì tiết kiệm được khá là nhiều luôn. Rồi kế bên đây là chiếc Tucson, Tucson màu đỏ biển tỉnh nha quý anh chị. Tucson màu đỏ biển tỉnh, xe còn mới keng luôn. Bây giờ Quân sẽ coi đi một vòng cho anh chị kiểm tra xem. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 nha anh chị, màu đỏ 2.0, mới đi có 30.000 cây thôi. Xe này Quân đang bán là 825 triệu, còn thương lượng mạnh. Đó, nếu anh chị nào quan tâm chiếc xe này, vô lăng, tay nắm cửa mạ chrome, có tích hợp nút bấm. Đó, ở phần hàng ghế trước thì được bọc da và ghế chỉnh điện anh chị. Ghế chỉnh điện có cửa sổ trời nhá, cửa sổ trời luôn. Đó, đi biển thì rất là tuyệt vời. Những xe này Quân đều có clip riêng rồi. Đó, hộp số tự động, có thắng tay điện tử, auto hold đầy đủ, xe mới chạy chỉ có 29.900 cây, thì cho là 30.000 cây đi. Đó, có lịch sử bảo dưỡng đầy đủ hết nha. Đó. Rồi xe này Quân đang bán là 825 triệu đồng. 825 triệu. Cho anh chị nào quan tâm một chiếc Tucson sản xuất 2021, 30.000 cây. Đó, xe cực kỳ chất lượng. Và đây là một trong những chiếc xe đến từ Kia mà rộng rãi nhất phân khúc, chiếc Kia Carnival có màu trắng, phiên bản là 2.2 máy dầu 8 chỗ nha quý anh chị. Đó, có màu trắng biển tỉnh thì Đồng Nai anh chị ha, Quảng Nam anh chị nha, biển Quảng Nam. Thì bây giờ Quân sẽ cùng coi sơ về cái phần nội thất của chiếc xe cho anh chị cùng ngắm sơ về nội thất. Wow, xe này được bọc da, ghế bọc da màu da bò rất là sạch sẽ, được sưởi ghế này. Đó, có chế độ sưởi ghế này,
ghế chỉnh điện anh chị, ghế chỉnh điện ha, ghế chỉnh điện rất là thoải mái khi mà chúng ta đi. Ồ, vô lăng quá đẹp anh chị. Xe này vừa rộng rãi nhất phân khúc mà có nhiều tính năng option. Đây là một trong những chiếc xe mà chiến lược của nhà Kia. Xe mới chạy có 29.000 cây thôi. Bộ mặt ga lăng, cái mặt tabi này rất là đẹp, được trang trí rất là sang trọng nha. Hộp số tự động, hộp số tự động có phanh tay điện tử, có thêm auto hold đó. Rồi bây giờ xe này phiên bản 8 chỗ ngồi 2.2 máy dầu, mới đi có 30.000 cây. Bên Quân đang bán với cái giá là cực kỳ hợp lý, 1.190.000 cho em xe này. Xe này nếu anh chị mua về chạy gia đình thì là được chăm sóc tất cả các thành viên trong gia đình nha, không như những chiếc xe khác ở hàng hai hàng ghế sau. Bây giờ mở cửa một trạng anh chị. Rồi mở đó, anh chị thấy cửa lùa rất là tuyệt vời nha. Được khi mà gia đình mà 8 người thì ở những cái xe mà SUV khác á, thì hai hàng ghế sau thì rất là chật hẹp, nhưng mà ở chiếc xe này thì tất cả các thành viên trong gia đình đều được đối xử như nhau, từ trẻ em cho người lớn, tới người lớn thì cực kỳ là thoải mái rộng rãi luôn. Rồi đây là chiếc đến từ Honda nha quý anh chị, chiếc Honda HR-V được sản xuất 2018, mang biển số màu xe màu đỏ, mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu anh chị nào ở Sài Gòn thì tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số thì khá là nhiều nha. Kể cả bán về tỉnh thì ở bên Quân hỗ trợ luôn, hỗ trợ phần ra tên cho quý anh chị. Xe có tích hợp nút bấm nha quý anh chị. Một chạm hàng ghế lái, hàng ghế lái thì chỉnh điện nha anh chị, rất là thoải mái luôn. Xe 2018 mà chạy con này chạy có 55.000 cây thôi. Xe này thực sự là một chiếc xe cọp nha anh chị. Đây, vô lăng thì có tích hợp nút bấm tăng giảm âm lượng, có đàm thoại Cruise Control, đàm thoại đánh tay, có thêm cái lẫy chuyển số trên vô lăng, cực kỳ là khi mà chúng ta vượt xe đó thì cực kỳ là thể thao nha. Hộp số tự động này quý anh chị, có phanh tay điện tử, có cửa sổ trời. Xe này trang bị thêm cửa sổ trời nha anh chị. Ghế nha, trang bị cửa sổ trời, anh chị nào mà đi biển thì rất là hợp lý luôn. Xe này Quân đang bán 625 triệu, chiếc xe Honda HR-V 2018, có hỗ trợ ngân hàng nha quý anh chị. Rồi kế bên đây là em xe đến từ nhà Hyundai, chiếc xe Hyundai Tucson màu đen, màu đen, biển Thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị. Xe này thì bên Quân có hỗ trợ ngân hàng luôn, 1.6, sản xuất năm 2020, màu đen. Hiện tại con này đang bán với giá là 785 triệu đồng. Để chúng ta cùng coi xem phần nội thất xe có được trang bị những gì nha. Xe được lên phim cách nhiệt, chén cửa, tay nắm cửa, chén cửa, ốp chén cửa. Rồi, ghế chỉnh điện nha anh chị. Ghế chỉnh điện bọc da, có cửa sổ trời, 1.6 turbo, là một trong những phiên bản cao nhất của nhà Tucson. Xe mới đi có 47.000 cây thôi. Hộp điều hòa tự động, hộp số tự động và có phanh tay điện tử. Đó, chiếc xe này có hỗ trợ ngân hàng, tiết kiệm được khá là nhiều khi chúng ta mua xe qua sử dụng. Đó, so với xe mới thì chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều. Và đây là đến từ nhà Toyota, chiếc Toyota Vios G, một trong những ông hoàng trong phân khúc. Đây được mệnh danh là xe quốc dân. Xe có mang biển số tỉnh nha quý anh chị, màu đỏ. Màu đỏ, biển số tỉnh. Xe này mới chạy có 18.000 cây thôi. Đó, có còn nguyên bản, đó, không bị tai nạn, không hạ động cơ. Những cái tiêu chí này thì anh chị hoàn toàn yên tâm khi mà tới mua xe bên Quân. Thì Quân có cam kết bằng văn bản cho quý anh chị, không bị tai nạn, không hạ động cơ. Xe này đi được lên thêm cái cam 360 độ anh chị. Xe được lên cam 360 độ nha. 360 độ được lên từ anh chủ xe, anh ấy lên thêm 360 độ thì rất là an toàn khi mà chúng ta đi vào những cái con đường mà chật hẹp thì rất là thoải mái luôn, rất là an toàn. Được lên thêm cái chén cửa, dán phim cách nhiệt. Xe này Quân đang bán với giá là 530 triệu đồng cho em xe này, còn thương lượng mạnh cho anh chị nào thiện chí. Hôm nay cuối tháng rồi thì bên Quân muốn bán nhanh thì ra hết hàng luôn. Đây là vô lăng tích hợp nút bấm đàm thoại đành tay, ga tự động và điều chỉnh. Rồi màn hình được lên thêm cái màn hình GoTech rất là chất lượng nha quý anh chị. Khởi động thông minh,
xe được bọc trần, ni lông rất là sạch sẽ. Bọc ghế nha, bọc trần và thảm 5D. À, thảm 5D này anh chị, thảm 5D rất là sạch sẽ. Xe sản xuất 2022 nha anh chị. Xe sản xuất 2022. À, sản xuất 2022. Tiết kiệm được gần 100 triệu cho em xe này. Nếu mà anh chị mua mới tại hãng, bây giờ loanh quanh khoảng hơn 600, tầm 620. Rồi, kiếm đà Honda CRV nha quý anh chị. Honda CRV sản xuất 2019, biển Sài Gòn màu đen. Xe chạy cực kỳ là chất nha. Đó, gương tích hợp đèn xi nha. Rồi, cửa một chạm. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra xem phần nội thất xe. À, xe này được trang bị ghế lái là chỉnh điện nha anh chị. Được trang bị ghế lái chỉnh điện này. Đó, chỉnh điện và có trang bị cửa sổ trời. Trang bị cửa sổ trời. À, đây mà anh chị nào mà thường xuyên cuối tuần đi biển thì rất là thoải mái luôn. Gia đình mà chúng ta đi biển thì rất là thoải mái. Đây, có tích hợp thêm đàm thoại rảnh tay, nút bấm, lẫy chuyển số trên vô lăng. Lẫy chuyển số trên vô lăng, có cửa sổ trời. Hộp số tự động. Hộp số tự động nha anh chị, xe mới đi có 46.000 cây thôi. Giá đang bán là 868 triệu đồng cho anh chị nào quan tâm em xe này. Thì bên Quân có hỗ trợ 60-70% ngân hàng lãi suất cạnh tranh. Thì anh chị nào quan tâm hãy gọi điện cho Quân nha. Quân cuối tháng rồi thì bán nhanh. Bất cứ giá nào anh chị nào quan tâm xe thì hãy gọi điện cho Quân. Santa Fe. Đây là tiếp theo kế bên đây là chiếc Hyundai Santa Fe nha quý anh chị. Xe có màu trắng, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Sản xuất 2017, máy xăng 2 cầu. À, máy xăng 2 cầu anh chị ha. Xe này vẫn hỗ trợ ngân hàng nha. Bên Quân hỗ trợ phần ngân hàng. Xe có tích hợp thêm ghế chỉnh điện. Có sự cửa sổ trời này anh chị. Xe cửa sổ trời thì đi biển thì quá là tuyệt vời rồi. 2017 2.4 máy xăng 2 cầu. Km là đi 85.000 km. Đang có giá là 735 triệu cho em xe này. Có hỗ trợ thêm phần ngân hàng. Anh chị chỉ cần chuẩn bị đâu đó khoảng 300 triệu loanh quanh thôi là đã sở hữu được một em xe Santa Fe đến từ nhà Hyundai. Đó. Rồi, bây giờ phía bên sau này thì bên Quân còn hai xe nữa. Chiếc xe này thì đã bán rồi, chiếc Toyota Cross 2020 màu xám xanh thì bên Quân đã bán rồi nha. Đang làm cho ngân hàng chuẩn bị giao xe. Rồi, kế bên cuối cùng là chiếc đến từ Toyota Camry 2.5Q. Anh xe này thì được anh chủ anh lên cái bộ đèn ở phía sau rất là chất nha, nguyên cái cụm đèn ở phía sau lên mấy chục triệu nha anh chị. Đó, đây cái bộ đèn này lên mấy chục triệu anh chị ha. Đó, xe cực kỳ chất lượng luôn. Nếu anh chị mua chiếc xe này tiết kiệm được vài trăm triệu. Đó, xe sản xuất 2020 nha anh chị, mới đi có 38.000 cây thôi. À, xe mới đi có 38.000 cây, sản xuất 2020. À, tiết kiệm được rất là nhiều, 1.070 triệu, Quân đang bán với giá 1.070 triệu. Xe này thì là một trong những siêu phẩm trong phân khúc sedan hạng D. Đó, có tích hợp cửa sổ trời. Đây là một trong những mà phiên bản đầu tiên có cửa sổ trời tại Việt Nam. Toyota gia nhập vô thị trường Việt Nam khoảng 30 năm thì đây là chiếc xe đầu tiên có được trang bị cửa sổ trời. Vừa rồi là Quân đã quay tất cả dòng xe bên Quân hiện tại đang có. Thì nếu như quý anh chị mà quan tâm mẫu xe nào thì hãy để lại phần bình luận. Rồi muốn trao đổi mua bán xe thì hãy gọi điện trực tiếp cho Quân. Thì bên Quân chuyên thu mua tất cả dòng xe qua sử dụng tại khu đô thị Vạn Phúc City. Rồi, cảm ơn tất cả quý anh chị đã coi hết video.